Vâng, lúc này là 7 rưỡi tối, cơ sở đang có mặt tại Tiền Giang, Mỹ Tho, Tiền Giang để bàn giao một chiếc giường cho khách. Một chiếc giường là gỗ gõ đỏ và thang giặt là gỗ bằng lăng. Vâng, những chiếc giường này là chiếc giường mà cơ sở đã lắp ráp ở nhà trước rồi và đã kiểm rất là kỹ trước khi đi giao. Thì lúc này thì anh em chỉ có là lắp ráp lại thôi. Thì đây là chiếc giường 1m8 và chiều dài là 2m, đó là kích thước lọt lòng nệm đấy. Còn phủ bì thì chiếc giường này nó sẽ là gần 1m9 và dài 2m2. Thì lúc này anh em đã lắp ráp xong các cái phần thang rồi. Đó, vai thì vai anh em đã siết ốc, đã xỏ mộng siết ốc rồi. Còn thang thì anh em đã gác lên. Đó, và thang thì có một cái thang mang cá ở giữa để giữ cho hai cái bộ dẹt giường này không bị di chuyển. Đó, và lúc này đây thì anh em của Mộc Nam Huy sẽ lắp cái phần dẹt giường lên. Và như cái mẫu giường này cơ sở thiết kế thì sẽ dành cho những bộ nệm khoảng chừng 13 cm, đổ lại để mà mình dùng thì nó sẽ vừa vặn hơn. Thì đây, vâng, đây là tấm dẹt đầu tiên cơ sở đã lắp lên. Với mức giá hoàn thiện của chiếc giường này được công bố tại xưởng thì là 9 triệu, cũng như thì cơ sở Mộc Nam Huy miễn phí vận chuyển và lắp ráp luôn trong phạm vi 50 cây. Còn khách hàng gửi xe thì cơ sở sẽ hỗ trợ những cái chi phí ghép xe tốt nhất để cố gắng làm sao các cái sản phẩm của xưởng được giao về cho các khách hàng yêu thích. Đó, thì trên chiếc giường này thì nó sẽ là 5 chiếc thang. Đó, nhưng mà đầu giường và đuôi giường thì cơ sở có làm thêm cả thang đỡ cả đầu cả đuôi luôn, cho nên là chiếc giường này về cơ bản thì nó sẽ như là 7 thang, cho nên là rất là chắc chắn và rất là đẹp. Đó, và đây thì là một chiếc giường đã hoàn thiện và cơ sở đã lắp ráp xong. Một chiếc giường với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên. Đó, đây là quý anh chị lưu ý, đây là chiếc giường gõ đỏ tự nhiên, cho nên là cái mức giá của mà cơ sở cung cấp rất là tốt nha. Thang dẹt là gỗ bằng lăng. Thì sắp tới cơ sở sẽ làm thêm một số các tiêu chuẩn trên chất liệu như là khung căm xe, mặt gõ với mức giá tốt hơn để cho mọi người có thể lựa chọn. Đồng thời thì xưởng em sẽ làm thêm cả hàng chèm bông vàng lõi nữa. Đó, và đây là thực tế về video cơ sở đã bàn giao cũng như lắp ráp tận nhà cho khách. Đó, và tại sao mà cơ sở bên em thì lại là trực tiếp đi giao và lắp ráp luôn. Thế thì cơ sở cũng chia sẻ luôn, đó là ở những chiếc giường này thì về cơ bản thì ráp cũng không phải là chuyện khó, nhưng mà khi mà xưởng mình làm, tay mình làm ra mà mình trực tiếp mình đi mình lắp á, thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đó, thứ nhất là về cái chất lượng cũng như là cái sự đảm bảo. Và đây là sản phẩm mà trực tiếp cơ sở đi bàn giao, thì hôm nay quay lại để giới thiệu với các bác trong video ngày hôm nay. Mọi người có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ với cơ sở nhá. Để chiếc này nó sẽ có một cái size nữa là 1m6, nó sẽ rẻ hơn 500, và cụ thể thì nó là 8,5 triệu. Đó, những chiếc giường quá đẹp và chất lượng như này thì thực sự với quý anh chị là chỉ vài triệu thôi mà mình sở hữu giường gõ đỏ tự nhiên cũng như là thang dẹt gỗ tự nhiên 100%, thì đây là một cái điều quá là tốt luôn. Đó, vâng, cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video này. Cũng đã là muộn rồi, cơ sở sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bác khách hàng cũng như là bác chủ sản phẩm ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video kế tiếp nhé. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công.